Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TBS và mình là Tony Phùng đây. iPhone, mình đã từng có một cái video chia sẻ việc hãy cố gắng đấy, hãy cố gắng thêm tiền lên dòng Pro. Bởi vì nếu như các bạn thật sự cần một cái hệ thống camera chất lượng thì dòng Pro mới là cái dòng sản phẩm mang lại được đầy đủ những cái tính năng tinh hoa về cả phần cứng lẫn phần mềm mà Apple trang bị vào một chiếc iPhone. Thật sự luôn thì có hai điều khác biệt nhiều nhất ở dòng Pro với cả cái dòng thông thường ạ. Thứ nhất đó là khả năng chụp hình RAW. iPhone dòng thông thường không chụp được hình RAW nhé các bạn nha. Và yếu tố thứ hai là video quay ở cái định dạng đấy là ProRes. Ok, cái ProRes thì mình sẽ nói đến sau. Nhưng mà cái hình chụp ở đây đó là hình RAW thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm chụp hình của bạn rất nhiều luôn. Thế thì cái RAW này trên điện thoại á có thực sự là ảnh hưởng nhiều đến cái trải nghiệm sử dụng của các bạn hay là không? Và thật sự là cái chụp hình RAW trên một cái iPhone thì nó có giúp các bạn nhiều trong quá trình chụp hình hay là không? Chúng ta sẽ nói một cách kỹ hơn trong cái video ngày hôm nay nhé. Let's go. Trước khi để nói một cách kỹ hơn về những cái yếu tố tạo nên giá trị của dòng Pro thì iPhone 14 Pro Series đã đang sẵn hàng tại 7-Eleven rồi đấy các bạn. Cho dù là iPhone 14 thông thường, iPhone 14 Pro hay iPhone 14 Pro Max đã có hàng, thậm chí có luôn cả màu tím trên iPhone 14 Pro Max rồi nha. Tuy nhiên chỉ là phiên bản 128GB và giá là giá niêm yết. Còn nếu như các bạn mua những màu sắc khác, chúng ta có thể tiết kiệm được vài triệu đồng đấy. Đường link sẽ ở phía bên dưới và các bạn nhớ click vào để tham khảo nhé. Ok anh em, đầu tiên thì theo như mình nhớ không nhầm là chụp hình RAW trên iPhone là đã có từ 12 Pro, 12 Pro Max hay là lên đến 13 Pro, 13 Pro Max gì đó mới bắt đầu có, thì sorry các bạn là mình cũng không nhớ một cách chi tiết nữa tại vì cũng khá là lâu rồi các bạn, dạo này chỉ nhớ nó hơi kém. Thì bạn nào mà đang dùng 12 Pro Max thì có thể comment confirm xuống phía bên dưới giúp mình xem có cái chụp hình RAW này hay không nhá. Thì với cái chụp hình RAW trên iPhone á, khi mà mình mở chế độ trong phần cài đặt ở đây này đó, camera, và bật cái chế độ đây là Apple Pro RAW và cái Apple ProRes ấy, thì nó sẽ có những cái option ở phía bên trong để giúp các bạn có thể cài đặt một cách nhanh hơn ở đây. Ok, thế thì chụp hình RAW trước đây cái thời điểm mà iPhone còn có 12 chấm ấy, thì nó đỡ lắm, không sao. Nhưng mà bây giờ lên đến 48 chấm thì có những tấm hình nó vào khoảng tầm 70MB, 80MB, thậm chí là tới gần 100MB. Thì mình cũng không thực sự là quá khuyến khích các bạn là full RAW trên những chiếc điện thoại như này, tại vì bộ nhớ nó chiếm thì kinh khủng lắm. Nên là lúc nào các bạn mà chụp mà xác định các bạn muốn hậu kỳ về sau thì các bạn mới nên bật cái ảnh RAW lên thôi. Còn nếu không thì tắt nó đi giúp mình, tại vì khi mà tắt cái chế độ ảnh RAW đi ấy, thì một cái file hình nó chỉ còn có khoảng tầm 1-2MB rồi 3MB, cùng lắm đến tầm 4-5MB mà thôi. Cái mức dung lượng nó giảm tới vài chục lần thì các bạn cũng có thể cân nhắc một chút xíu về yếu tố này nhé. Ok, thế thì cái ảnh RAW trên iPhone như thế này này nó sẽ giúp ích cho các bạn được những gì? Cái điều đầu tiên thì các bạn cũng hiểu đơn giản là ảnh RAW trên iPhone hay là ảnh RAW trên điện thoại nói chung, rồi ảnh RAW trên máy tính các thứ thì cái bản chất của nó cũng là giống nhau, đó là một cái tấm ảnh hình thô. Và tấm hình thô đó chưa bị can thiệp quá nhiều vào những cái chi tiết ở phía bên trong liên quan đến độ nhạy sáng, cân bằng trắng. Và điều đặc biệt nữa đó là cái vấn đề gọi là khử nhiễu, đặc biệt là cái khử nhiễu các bạn nhé. Thì với một cái tấm hình RAW như này, đây là cái tấm hình mình chụp vợ mình ghi hôm vừa rồi, vợ chồng mình với cả con bé nhà mình đi chơi ở bên quận 7, khu Midtown, Phú Mỹ Hưng ấy. Khu đấy đẹp thật, phải đồng ý luôn. Thì với một cái tấm hình thô như này, khi các bạn chụp hình xong các bạn sẽ thấy nó khá là xấu. Xấu bởi vì sao? Màu da thì chưa được làm cho nó nổi lên đó, rồi những cái chi tiết về màu sắc nhìn nó cứ bị nhạt, nhìn khá là khó chịu. Hay điều đặc biệt nhất đấy là cái khu vực gọi là highlight và shadow nó chưa được làm để mà làm nổi bật lên được cái chủ thể quá nhiều. Tức là nhìn vào một cái tấm hình ở đây, các bạn sẽ cảm nhận thấy đúng theo kiểu gọi là flat, nó rất là cân bằng. Và nhờ cái việc cân bằng như thế thì chúng ta có thể hậu kỳ được nó nhiều thứ hơn. Đây, mình sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ. Đây là một cái tấm này, các bạn sẽ nhìn thấy rõ nhất. Cái tấm hình này thì mình chụp bằng cái ống kính tam camera tele 3X. Thì dung lượng file nó cũng nhỏ thôi, có 12 chấm mà, 22.4MB. Thì đây là tấm hình mà mình đã sửa xong. Còn đây là tấm hình gốc này. Đó, các bạn thấy cái sự khác biệt nhau của bản gốc và bản đã chỉnh sửa chưa? Đó,
Và có một trong những thứ cực kỳ quan trọng của ảnh RAW nha các bạn nha, đó là nó sẽ giúp các bạn giữ được nhiều chi tiết hơn và giúp các bạn có thể kéo màu được một cách tốt hơn rất là nhiều. Đây các bạn cứ nhìn, ví dụ như ảnh gốc ở đây, phần áo của vợ mình màu đen ấy, nó gần như là nó tối thui ra. Nhưng khi mà mình kéo màu lên, các bạn vẫn có thể thấy được những cái nếp trên cái phần áo của vợ mình nó như thế nào. Và nếu như không chụp hình RAW, mình khẳng định không bao giờ có chuyện mình có thể kéo được một cái tấm hình như thế này. Cho dù bây giờ cái lúc mà mình kéo màu ở đây nó cũng vào khoảng tầm chiều tối rồi thì ánh sáng cũng không được tốt nữa. Và cứ nói cho dễ hiểu ạ, là ánh sáng hơi kém nên là nói thẳng ra là độ nét và chi tiết thì nó cũng không ăn thua. Nhưng thật sự luôn, nếu như không chụp hình RAW, khẳng định không bao giờ có chuyện mình có thể kéo được một tấm hình như thế này. Hay đây cũng là một cái tấm hình khác. Tấm hình này thì mình chụp bằng ống kính góc siêu rộng. Tấm này thì cũng chỉ có khoảng 26MB thôi, góc siêu rộng mà. Đó, thì cho các bạn xem hình gốc của chúng ta như thế nào. Ui dồi ôi, các bạn thấy không? Nhìn cái màu trời nó cứ bị lẫn vào nhau, không ra cái nền trời màu xanh nhìn rất là xấu. Và cái phần mây của nó thì cũng cứ bị lẫn vào nhau cực kỳ khó chịu. Và đặc biệt là cái màu của cái lá cây này, các bạn nhìn nó xỉn kinh khủng không? Và trong khi đó mình kéo lại, và khi mà mình zoom vào, các bạn nhìn vẫn rõ ra từng chiếc lá nó như thế nào. Đó, cái lợi của việc mình chụp hình RAW sau đó mình kéo màu là như thế này đấy các bạn. Nếu như không chụp hình RAW, mình kéo màu phát đảm bảo luôn nó nát bét những chi tiết như vậy. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy nha. Đây là một tấm hình mà mình chụp ở cái chế độ bình thường. Hôm đấy là mấy tấm đầu tiên quên chưa bật hình RAW lên. Và bây giờ mình sẽ sửa nha. Mình kéo màu này. Đó, phơi sáng như thế nào này. Đó, độ cho hơi quá. Vòng sáng kéo xuống, vùng tối kéo lên lấy chi tiết, tương phản thêm tí, độ sáng thêm chút, cho thêm tí cho rực, tươi tí cho rực, kéo, ok, kéo độ sắc nét thêm chút. Mình chỉnh xương nó là như vậy rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình cứu cái phần highlight một cách nhiều nhất có thể. Mình sẽ giảm độ sáng đi một tí. Đấy, vùng sáng này kéo tối thiểu nhất có thể. Nhìn lúc này thì hơi khó chịu rồi. Ok, rồi. Áp dụng thêm một chút xíu bộ lọc. Rồi. Các bạn thấy sự khác biệt ở đây chưa? Khi mà mình kéo đến đây nhá, có thể cái phần, ôi, chi tiết trên mặt mình là cũng bị bệt hết. Rồi cái cây cối đằng sau cũng bệt hết thì không nói gì rồi. Nhưng điều đặc biệt là cái nền trời bên trên nó bị nát hết chi tiết luôn. Đó, không còn giữ lại được cái chi tiết như lúc đầu. Đó. Và cái điều quan trọng là khu vực xe của mình này, phần áo của mình này, phần mặt của mình này, nó bị bệt hết chi tiết các thứ lại. Ok, và các bạn thấy sự khác biệt nhau nhiều như thế nào khi mà các bạn edit hình RAW và edit hình JPEG chưa? Ok, thêm một cái tấm nữa nha. Tấm này thì... Đó, thêm một tấm nữa nhé. Đây là cái tấm hình của mình chụp khi mà mình đang lái xe. Bật Cruise Control rồi nên anh em đừng ý kiến lúc đấy chạy cao tốc nữa. Thì này, bấm vào sửa này. Đó, kéo lên. Rồi, kéo sáng lên. Đợi cho hơi quá. Vùng sáng kéo xuống. Vùng tối mình kéo lên để lấy chi tiết này. Đó, tương phản kéo thêm một chút xíu tạo độ sâu. Các bạn nhìn này, mình kéo cho cái tấm hình nhìn nó rực rỡ nịnh mắt lên thì rất dễ bị cháy những khu vực như thế này, ví dụ như tay này. Đấy. Ví dụ như những cái chi tiết ở cái vùng tối này, nó bị bệt lại mất chi tiết rất là nhiều. Và đặc biệt cái vùng trời của chúng ta không đẹp. Đó, các bạn thấy khác biệt nhiều chưa? Ok, nói chung đây mới chỉ là những cái tấm hình xương mình demo cho các bạn thấy được cái sự khác biệt của việc chúng ta hậu kỳ một tấm hình mà có hình RAW so sánh một tấm hình đã bị nén là file JPEG thì nó sẽ khác biệt nhau nhiều như nào. Thì bản chất của vấn đề đó là gì? Đó là khi các bạn làm một cái món mà nó có cái nguyên liệu thô thì bao giờ nó cũng sẽ dễ làm hơn rất là nhiều, và các bạn có thể làm được nhiều món hơn rất là nhiều so sánh với một cái nguyên liệu đã bị chế biến rồi các bạn. Chế biến rồi có thể nó đã xử lý về độ nhiễu như nào, đã làm mịn như thế nào, đã xử lý vấn đề tương phản này, highlight, shadow như thế nào, hay điều đặc biệt đó, là đã cân bằng trắng các thứ như thế nào. Và khi mà nó nén lại thành một cái file chỉ có dung lượng có 1-2MB như thế thì tức là chúng ta đã bị đóng gói nó lại.
Và khi các bạn sửa trên một cái tấm hình đã bị nén xuống nhiều như thế thì nó không còn những cái dữ liệu chuyên sâu để các bạn có thể can thiệp vào màu sắc và độ sáng và những chi tiết như là highlight, midtone hay là shadow. Cái yếu tố vừa rồi là mình mới chỉ test trên một vài tấm hình là mình show cho các bạn thấy cái cảnh xung quanh là chính. Đấy là mình còn chưa đặc tả vào cái gương mặt đâu. Nếu như là xử lý về vấn đề gương mặt thì không có ảnh RAW, nó sẽ rất khó để chúng ta có thể xử lý được khuôn mặt với một cái mức chi tiết tốt nhất có thể. Và đấy là sự khác biệt rất nhiều của cái dòng Pro này so sánh với cái dòng thông thường. Chỉ mới nói về ảnh RAW thôi các bạn nhé. Còn với ProRes thì nó cũng áp dụng với video, cũng tương tự là như vậy. Nếu chúng ta quay những video bình thường, chất lượng vẫn tốt, vẫn không sao cả. Nhưng nếu như các bạn muốn hậu kỳ những cái video đó với một chất lượng tốt nhất để mà grain màu này, để mà tùy chỉnh các thứ, đặc biệt là khi chúng ta quay những cái nội dung mà nó có nhiều những khu vực tối ấy, thì chắc chắn nếu những cái file này mà không có cái lượng data thật là nhiều, bitrate thật là cao hay là thậm chí là ProRes, thì khi mà chúng ta grain màu lên những cái khu vực màu tối, khu vực tối tối ấy, khu vực shadow, khu vực nền đen chẳng hạn, nó sẽ bị nhiễu cực kỳ khó chịu luôn. Và đấy là sự khác biệt rất lớn các bạn ạ. Vậy nhu cầu của bạn có thực sự cần đến cái RAW này hay là không? Hãy comment xuống phía bên dưới để cho mình được biết nhé. Cái chụp ảnh RAW nói chung trên điện thoại thì nhiều người cũng nói rằng là nó cũng không giải quyết được nhiều vấn đề. Mình đồng ý với điều đó, bởi vì bản chất cái cảm biến ảnh trên một cái điện thoại nó rất là nhỏ. Nó rất là nhỏ so sánh với thế giới máy ảnh với Micro Four Thirds là kiểu M43 này, APS-C hay là Full Frame Medium Format. Thì các bạn cứ hiểu cảm biến càng lớn, nó lấy được nhiều dữ liệu, thì những cái dữ liệu đó về sau các bạn xử lý nó sẽ được nhiều thứ hơn. Hay để nói về độ nét, độ chi tiết các thứ thì điện thoại không thể nào nó bằng được so sánh với máy ảnh. Nhưng đó là khi các bạn so sánh với máy ảnh thôi. Khi xét ở trên một cái điện thoại thì mình vẫn phải khẳng định là ảnh RAW trên điện thoại nó vẫn sẽ giúp ích được cho các bạn rất nhiều trong những trường hợp cụ thể. Và đấy vẫn là cái thứ tạo nên sự khác biệt của iPhone dòng Pro so sánh với dòng thường. Vậy các bạn nghĩ sao? Hãy để lại ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên iPhone 14 Series, đặc biệt là iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đang sẵn hàng tại 7S với mức giá cực kỳ thơm. iPhone 14 Pro Max chỉ hơn 32 triệu. Úi trời ơi, hợp lý. Mỗi tội màu tím vẫn hơi đắt các bạn nhé. Link sẽ phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.